Mỗi khi nước lũ về thì rất nhiều bà con ở đồng bằng sông Cửu Long đã tận dụng độ sâu của mực nước và nguồn thức ăn tự nhiên để nuôi thủy sản. Trong chương trình Bạn của nhà nông kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu với bà con một số mô hình nuôi thủy sản đạt hiệu quả cao trong mùa nước nổi. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Hàng năm khi con nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại có một khoảng thời gian ngập sâu. Thường lũ về từ giữa tháng 8 âm lịch đến đầu tháng 10 thì rút đi. Trong lúc này trừ những nơi có đê bao ngăn lũ, còn lại hầu hết các cánh đồng đều phủ đầy nước. Như được thiên nhiên ban tặng, nước về mang theo vô số loài cá tôm và bà con nơi đây lại được tha hồ buông câu thả lưới. Nhiều hộ có vốn lại tận dụng mực nước sâu và nguồn thức ăn tự nhiên để mở rộng diện tích nuôi thủy sản. Lũ về đó thì nước nó ngập lên đồng ruộng và như vậy là cái môi trường nước nó được mở rộng. Và trong quá trình mà nước ngập lên vậy đó, sự phát triển của các sinh vật làm thức ăn cho cá nó rất là phong phú, cho nên là trong mùa nước mà nổi thường là cái thức ăn tự nhiên nó rất dồi dào. Cho nên là thường trong tự nhiên đó, đối với những loài tôm cá mà nó sinh sản tự nhiên đó, thường là cái mùa mà nước nổi đó chính là cái mùa mà nuôi dưỡng các loài cá con để nó lớn lên. Thì chính vì vậy đó, thì trong mùa nước nổi đó là một cái điểm rất lợi thế cho nông dân có thể phát triển các cái mô hình nuôi trong mùa nước nổi để làm tăng cái thu nhập cho nông hộ. Tùy theo điều kiện, họ sẽ chọn cách nuôi khác nhau. Hộ sinh sống cập bờ sông thường đăng lưới, mắc mùng hay nuôi bè. Còn trên đồng nước diện tích lớn thì mô hình nuôi đăng quần là thích hợp nhất. Nuôi tôm càng xanh trong đăng quần là một trong những mô hình nuôi đạt hiệu quả cao nhất trong mùa nước nổi. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem mô hình nuôi này như thế nào. Mô hình nuôi tôm càng xanh đăng quần trên kênh rạch đồng ruộng ở đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện cách đây khoảng 12 năm và đã nhanh chóng khẳng định là một mô hình sản xuất phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Về mặt kỹ thuật, người ta dùng lưới dày bao xung quanh khoảng ruộng ngập nước hay một đoạn bờ sông, vệ sinh kỹ môi trường nước rồi thả con giống. Thời gian nuôi khoảng 6 tháng nên giống thường được thả trước khi nước về. Anh Lê Thành Công ngụ tại xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang nuôi hơn 700.000 con tôm càng xanh trong 5,8 hectare mặt nước. Anh bắt đầu thả tôm từ tháng 5 âm lịch. Khi đó tôm còn nhỏ, nước ít sẽ dễ chăm sóc hơn. Còn lại gần nửa thời gian nằm trong những tháng mùa lũ, hiện tôm đã được hơn 4 tháng tuổi, rất khỏe mạnh. Theo kinh nghiệm của anh Công, nước nhiều sẽ giúp tôm phát triển nhanh hơn. Cái khâu chăm sóc nói chung thì nếu mà nước lũ cao này đó thì nó nhẹ cái khâu mà thuốc men với bị dịch bệnh. Nhưng mà tôm thì nó phát nhanh, nhưng mà cái khâu bảo quản lưới xây này kia nó cực. Là từng lưới, lặn lưới là nó cực hơn cái tháng khô. Lưới hiện bây giờ từ mặt đất, từ mặt đê lên tới cái mặt nước hiện bây giờ là nó 2m7 nước. Còn mình kèo lên thêm một thước nữa. Còn cái chi phí mà tổng tiền xây với lưới mà bảo quản cho một hectare như vậy là nó tương đương khoảng 8 triệu đồng. Cái nếu mà chi phí mà tới cuối vụ luôn thì 6 hectare này thì năm nay tương đương chắc khoảng từ 900 triệu tới 1 tỷ. Còn cái ước tính thì thu thì nếu mà nó sản lượng nó đạt, nếu mà mực nước cao này nó đạt mỗi năm 1 hectare khoảng 2 tấn thì thu tương đương khoảng 1 tỷ rưỡi. Nếu mà nó đạt khoảng 10 tấn tôm thì quân bình khoảng 150 một ký thì khoảng 1 tỷ rưỡi. Thì nếu mà mình bỏ ra 1 tỷ thì lãi chắc khoảng được 500. Còn nếu mà nó đầu con nó chậm, nó không chậm phát nước như mỗi năm thì nó cũng phải từ 8 tấn thì nó cũng khoảng 1 tỷ 2, 1 tỷ 3. Nếu mà được 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 thì mình cũng vẫn có lãi. Mà hy vọng là hôm nay nước cao này thì tôm chắc 1 hectare đạt từ 2 tấn cho lên. Lợi nhuận từ 300 đến 500 triệu một vụ tôm thực sự đã hấp dẫn nhiều bà con. Mặt khác, tôm rất thích ăn cua, ốc, tép, hiện đang có rất nhiều trong tự nhiên. Từ đó, người nuôi sẽ kết hợp với thức ăn công nghiệp để giảm chi phí sản xuất. Thì mùa nước lũ, nhờ nước lũ thì phải cho thức ăn tự nhiên, bởi vì con tôm thì nó ăn tạp, nó đổi mồi, nó ăn nhanh, ăn mạnh. Thì thành ra là mùa nước này thì mình cho ăn được cá biển hoặc là bắp, cho ăn nó xen kẽ vô con tôm, nó ăn mạnh, nó mau phát, với màu nó đẹp hơn là khi mình ăn thức ăn công nghiệp không. Ăn công nghiệp không, tôm nó ăn yếu mà nó chậm phát. Nếu mà nước này thì nó lọt theo con nước à. Còn khi nước cạn á, thì mình nó kích nước hoặc mình kích dôi thì nó mình kích lọt có được. Còn nếu mà nước thiên nhiên nước gặp tràn đê này là nó lọt theo tự nhiên, lọt theo con nước. Nhưng mà hạn chế lọt sát nó ăn với nhau thì vuông thì mình để chà cho nó nhiều một chút.
khi anh con tôm lột nó có chỗ trú, hoặc là mình treo giải thể anh con tôm nó lên đó, nó trú, nó lột ở trên đó, nó không có nằm chung mấy con tôm mạnh rồi bị khi nó lột sát nó bị ăn với nhau. Mô hình nuôi tôm càng xanh trong Đăng Quần phát triển mạnh mẽ với trên 5.000 hectare mặt nước đã được sử dụng để thả nuôi, tập trung chủ yếu ở hai tỉnh vùng lũ An Giang, Đồng Tháp. Theo dự đoán của ngành nông nghiệp, năm nay nước lũ lớn sẽ giúp cho hơn 200.000 hộ dân sống trên đất nông nghiệp tăng thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, bà con phải thường xuyên kiểm tra lưới, hệ thống cột để xử lý kịp thời, đặc biệt là trong những ngày có mưa to, gió lớn. Tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu với bà con mô hình nuôi cá lóc bông trên bè và trên mùng lưới. Cá lóc bông là loài cá có thể sống được ở nhiều vùng sinh thái khác nhau, từ sông, ao hồ cho đến đầm lầy. Tuy nhiên, nếu sống ở sông thì tốc độ lớn của cá nhanh hơn. Cá bông chủ yếu là được nuôi trên bè. Theo ông Trần Hữu Châu, người có kinh nghiệm nhiều năm nuôi cá lóc bông, thì tùy theo kích cỡ của cá sẽ bố trí chỗ nuôi khác nhau. Cái này mình nuôi cá lóc bông á, thì theo vậy là hai dạng, một cái dạng nuôi bè và một dạng nuôi mùng. Thì trong lúc cái dạng nuôi mùng á, thì mình lợi dụng được cái mồi tàn của nó, thì mình nuôi ở bọ mùng ngoài là con cá trê. Tức là con cá trê mình không cho ăn mồi mà nó ăn được cái mồi thừa của con cá bông nhả ra. Cái giá thành con cá trê nó ra giá nó rất thấp, giá nó chỉ là nằm cái dạng là 20-21 ngàn hoặc 22 ngàn ký. Nếu mình cho ăn mồi á thì nó không có hiệu quả, buộc mình phải bỏ ra mùng ngoài, mình lợi dụng cái mồi thừa đó để mình lấy cái thêm được cái lãi suất nó cao lên một chút nữa. Còn mình nuôi bè á thì chỉ có là nuôi cá bông không thôi, nhưng có cái là mình nuôi cá đó là nuôi cá lớn, tức là mình nuôi con tới coi như là một ký mấy hai ký luôn. Nhưng có cái là con mình nuôi bè để đảm bảo cái như là không sợ bị rách mùng, và đồng thời cái như nó bảo quản được con cá nó lớn á, thì cái đường mình đóng bè á, thì lỗ nó hơi thưa thì nó thoáng được con cá, nó hạn chế được cái bệnh. Đó là mình nuôi cá bè, nuôi cá thịt, nuôi cá lớn. Do nuôi cá trên bè, trên mùng với mật độ cao nên bà con phải đảm bảo đủ lượng oxy cho cá hô hấp. Muốn vậy thì phải đặt bè nuôi nơi dòng nước lưu thông tốt, có mực nước sâu nhưng dòng chảy nhẹ, tránh nơi nước chảy quá mạnh, dòng nước bị ô nhiễm. Nếu nuôi nhiều bè thì không nên để liền kề thẳng hàng như thế này. Nếu đặt bè thẳng hàng khít nhau sẽ làm nước qua bè rất chậm, lại thiếu oxy. Nếu cá ở một bè nào đó bị bệnh thì khả năng lây lan sẽ rất cao. Tốt nhất nên đặt bè theo sơ đồ dưới đây. Cách bố trí này sẽ giúp cho dòng nước lưu thông tốt, cá nhận được nhiều oxy hơn. Lưu ý là nơi đặt bè phải không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy. Một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cá là mật độ nuôi. Nếu mà nuôi mùng á, thì cái mật độ của nó, ví dụ như là 2 mét vuông, thì mình nuôi theo cái dàn cá nhỏ á, thì mình nuôi nó được khoảng chừng 5.000 con. Nếu nuôi theo dạng cá nhỏ thôi, lên tới cỡ một chiều dài của nó 1,5 tấc là vừa để mình xuất mùng. Chứ nếu không thì nó đặt thì nói chung ra nó có cái như là gây cái thiệt hại cho mình rất cao, tại vì nó chặt cái không khí trong nước không đủ cho nó thở, và cái nó làm cái như cái mức độ cái như mà ô nhiễm cái nguồn nước là cao hơn, nhiều hơn. Nuôi cá, nếu mình nuôi con cá thịt á, mình đóng một cái bè mà bề ngang 2 thước, dài 2,5 thước, thì mình nuôi, nếu mà nuôi cá vô ký á, thì mình nuôi trong vòng khoảng 2.200 con là vừa. 2.200 con một cái bè bề ngang 2 thước, dài 2,5 thước, sâu xuống 2 mét. Tại con sông của mình đây á, là nó cạn, cái như nó không phải như mấy sông lớn, sông mình đây nó cạn thì mình nuôi chiều sâu có 2 mét thôi. Còn nhiều chỗ cái sông mà ta sâu á, có thể tôi nuôi 2,5 tới 3 mét. Đó là cái bè cái chiều sâu của nó. Còn cái mà cái bè của mình đây, xong mình cạn mình nuôi 2 mét là nó vừa. Trên mặt nước nó nằm hết cũng dài dạng 3-4 tấc à. Thì còn chiều sâu dưới nó có còn được 1,6 mặt nước dưới à. Còn cá trê ở ngoài thì đó mình vô tư, mình không lo, mình khoai cần chăm sóc. Tại vì con cá trê á, thì nó cái bệnh nó ít lắm. Là cái mồi của nó mình cũng không lo, nó chỉ ăn, mình chỉ cho ăn là chất hại của con cá bông thôi. Ví dụ như là mình nuôi bè trong mùng á, là 20.000 con cá bông. Thì mình thả mùng ngoài khoảng chừng 8 cái cá trê là vừa sức của nó lớn ngang nhau, mà coi chừng con cá trê lớn hơn nữa. Thì con cá trê mình mua thì nó lúc mình mua là nó 160-200 con một trên một ký. Mình mua coi như là nó khoảng chừng 8 ký thì nằm khoảng chừng cỡ 1.600. Cá lóc bông là loài cá dữ có tập tính ăn lẫn nhau. Nếu kiểm soát không tốt thì hao hụt rất lớn. Vì vậy, bà con phải thường xuyên theo dõi hoạt động của cá để kịp thời khắc phục.
Trong quá trình nuôi đó, thì bà con chú ý là khi mình thả giống đó, thì cần chọn cái giống nó đều cỡ. Nếu như cái cỡ nó không có đều đó thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng ăn nhau rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là nếu bà con nuôi mà cá lóc bông mà mình cho thức ăn, sử dụng thức ăn công nghiệp đó, thì cần phải có cái thời gian tập cho con cá nó ăn được thức ăn công nghiệp. Nếu như mình tập cái thức ăn công nghiệp mà mình không tập tốt đó, thì con cá, một số con cá nó sẽ không ăn được thức ăn công nghiệp. Và khi không ăn được thức ăn công nghiệp thì nó sẽ đói và nó sẽ ăn nhau. Bà con có thể nhận biết là con cá nó ăn nhau bằng cách là thường là trong quá trình nuôi đó, mình thấy thỉnh thoảng mình thấy có những cái đầu con cá nó nổi lên, thì đó là cái hiện tượng là cá nó ăn nhau. Thường là khi nó ăn nhau là nó ăn cái phần thân thôi, còn cái đầu là nó không ăn. Như vậy thì mình cần phải chú ý đến vấn đề thức ăn đầy đủ. Thì cái khâu chăm sóc của nó bước ban đầu á, thì mình trước mắt á, mình bắt cá lồng 10 thì mình phải may cái mùng là 5 ly hoặc là 6 ly. Mình thả con cá rồi vô nó vừa, nó không có chung ra được á, thì mình nuôi nó trong vòng khoảng chừng 10 ngày. Mình nên bắt đầu nó lên được cái lồng 12 rồi á, thì mình thay lại cái mùng 10 ly để mình thay đổi cái lộ cho nó lớn ra một chút, cho nó thoáng nước, con cá nó phát triển tốt hơn. Sao mình biết tới lồng 12? Thì mình can tới lồng 12 á, mình chặt lồng, mình lấy cái lồng 12 á, mình lược nó một cái. Thì tức là con cá nằm trên lồng á, thì mình nuôi nó nằm trong dạng khác, dạng một bên. Còn dạng nhỏ, mình nuôi theo dạng nhỏ, nuôi theo kiểu này á, thì cái tỷ lệ hao hụt nó rất là ít. Lý do sao là ít? Tại con lớn mình nuôi theo lớn, con nhỏ theo con nhỏ, con này nó không thể ăn con kia được. À, chứ con lớn con nhỏ, hai con này nó có thể ăn nhau được. Nhưng mình tách nó ra rồi, mình lược lồng nó ra rồi, thì không, con này nó không ăn con kia được. Nó hạn chế được cái hao hụt trên đầu con. Cộng thêm con cái phát triển đó, nó nhanh hơn. Là mình lược nó đều đều một cỡ, nó ăn mồi, nó tranh nhau, nó ăn được. Nó điều sức với nhau đó. Còn mình không lược lồng đó, thì con nhỏ, con lớn, con nhỏ không thể lấn vô để ăn mồi được. Nó không thể lấn mồi, thành ra nó nhỏ là nhỏ luôn. Mà con lớn thì lớn lớn hoài. Mình lược lồng như kiểu này thì mình nuôi nó hiệu quả nó cao hơn. Chi phí đầu tư thức ăn cho cá chiếm hơn 80% tổng chi phí nuôi, nên ngoài việc phải chọn mồi tươi, sạch, bà con cần chú ý nhiều đến cách cho ăn. Nếu cho ăn không đúng, cá sẽ chậm phát triển. Cái thức ăn á, thì lúc nhỏ á, thì mình mới bắt cái con cá mà lồng 10 á, thì về mình xay hơi nhiệt một chút. Xay mồi, cá mồi mình xay hơi nhiệt một chút. Xay cái như là, thay thế mình xay cái lộ coi như là 4 ly. Rồi mình sẽ cho nó ăn khoảng chừng có 5 ngày á, mình nhóng lên lộ 6 ly. Thì để cho mồi nó to ra từ từ. Rồi coi như là tới cái mồi mà khi mà nó khoảng chừng mình nuôi tiếp tục lên á, thì mình can theo đó, mà ví dụ như khoảng chừng cách 5 hoặc 10 ngày sau, mình phải tăng cái lộ, cái cối xay của mình tăng ca lớn lên chút nữa. Rồi mình tăng lên dù 8 ly rồi 10 ly, tăng để cho nó vừa cái miệng ăn của nó. Nó vừa miệng ăn là nó không bị hao mồi. Nó không bị hao mồi mà nó vừa miệng ăn, nó ăn mạnh hơn. À, như nó lớn mà ăn cái mồi nhỏ quá thì nó quạt, trôi hết cho nó không ăn. À, nó có ăn chăng nó ra ngoài nó phun, nó không có nuốt. Vừa miệng ăn của nó là nó ăn rất mạnh mà lại nó ăn không hao mồi của mình. Thì nói chung ra ở đây á, thì tôi nuôi ở đây là cho ăn mồi bằng chủ lực là cá biển. À, rồi tại mình nuôi có số lượng nhiều, cá đồng thì không có đủ. Cá đồng chỉ có pha chè vô để cho nó có thêm cái như là cá đồng nó có chất máu, máu tươi của nó thôi. Chứ còn nó thực tế ra cá đồng đây là mình mua không đủ để cho cá ăn. Cái mùa nước nổi với cái mùa nước bình thường nó khác nhau rất xa. Tại vì cái mùa nước nổi á, mình nuôi con cá với tỷ lệ á, một cái như là 4 kg cá mồi, nó được 1 kg cá thịt. Còn cái mùa nước bình thường, tức là cái mùa nước nó cạn á, là mình phải nuôi từ 4,5 kg tới 4,7 kg mồi mới lên được coi như là 1 kg thịt. Cái mùa nước nổi này thì ít có xử lý nước lắm, mà tới khi bắt đầu nước giật á mới có xử lý. Thì vào khoảng chừng cả tháng 10 hoặc là tháng 10 âm lịch á, thì khi người ta bơm nước ra, mình nên xử lý là như nuôi cá bông á, là xử lý là chủ lực là muối. Nếu mà cảm thấy rằng con cá mà rộ nhiều quá thì mình cộng thêm một ít cái như phèn xanh á, là xong. Không nên xử lý những cái thứ khác. Thời gian nuôi cá lóc bông trong bè từ 8 đến 10 tháng, cá đạt cỡ 800 gram đến 1,5 kg một con. Tùy theo tăng trọng của cá và giá cả thị trường, người nuôi có thể chủ động thu hoạch.
Trước khi thu hoạch 1 đến 2 ngày, phải giảm thức ăn và không nên cho cá ăn vào ngày thu hoạch. Cá trạch lấu là một trong những loài đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với bà con mô hình nuôi cá trạch lấu trên sông. Chúng ta hãy xem là bà con ở Tam Nông đã nuôi cá trạch lấu như thế nào. Lâu nay, cá trạch lấu chỉ được người dân đánh bắt trong thiên nhiên với số lượng rất ít. Nhưng gần đây, một số bà con đã thành công từ mô hình nuôi này. Cá trạch lấu có màu xanh đậm hoặc đen xám và nhiều đốm vàng hình tròn hoặc bầu dục khắp thân, dây lưng và dây hậu môn. Dây ngực có một đốm đen nhỏ, không có dây bụng. Đây là loài cá có kích thước lớn, dài đến 90cm và có thể nặng đến 1kg, có giá trị kinh tế cao. Hiện nay chưa có quy trình nuôi cá trạch lấu cụ thể, mà kỹ thuật chăm sóc chủ yếu do bà con tự tìm hiểu, đúc kết qua kinh nghiệm của mình. Cá trạch lấu thì mình đi cào bắt gì rồi cá trạch lấu mình bỏ bè. Rồi trước khi bỏ bè mình phải giăng mùng. Rồi do khi nào nó lớn thì mình rút mùng ra. Rồi đi cào mỗi ngày cá trạch lấu thì được khoảng chừng 20-20 con hả. Mình gom á, mãn mùa cũng được 300-400 con. Cái dáng bè thì mình cưa 4 phân. Thì chiều gáy nó 1 phân. Rồi mình đóng khích coi như là 5 ly. Bè cá trạch là phải cho dày mới được. Nó không dày thì nó chen ra. Cái mụn khoảng chừng 5 ly. Lưới xanh nè. Mình mai vuông bằng cái bè vậy đó. Mình thả cuộc trước rồi mới thả nó sau. Con cá thì mình bó trà. Trà mình bó coi như 5-10 bó vậy bỏ bè á. Rồi nó khi nó ăn rồi nó vô đó nó ở. Rồi tới chừng mình để mồi cho nó ăn thì nó ra. Mồi cho cá trạch ăn rồi phải xây, bị cái miệng nó nhỏ. Mình xây cho nó nhuyễn rồi mình để vô cái rổ. Rồi cái rổ thì mình phải có cái rổ ở trên đó, rồi mình phét rổ. Cũng như cái lồng bàn, hai cái lồng bàn mà úp lại. Rồi cái lồng bàn trên mình phét rổ coi như 5-10 lỗ vậy đó. Rồi khi mà mồi sình rồi mình thả xuống vậy nó không có trôi lên, rồi nó chung vô đó nó ăn. Thức ăn cho cá trạch lấu là cá đồng hay cá biển tạp, nhưng cá trạch ưa nhất là cua, ốc tép, cá linh xay nhuyễn hoặc băm ra vì miệng cá rất nhỏ. Hiện nay một số trường đại học đã nhân giống cá trạch lấu thành công trong môi trường nhân tạo nên mô hình nuôi này đã phát triển hơn trước. Thì cái con cá trạch lấu thì gần đây được bà con nuôi nhiều, đặc biệt là nuôi trong bè, trong những cái lồng nhỏ, thì cái đối tượng này phát triển đó là nhờ cái sự phát triển về cái kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo. Nghĩa là khoảng năm 2006-2007 đấy thì khoa thủy sản trường Đồng Thơ đã thành công để sản xuất giống con cá trạch lấu này. Thì sau đó đó thì bắt đầu và một số nơi bắt đầu nuôi cái đối tượng này. Kỹ thuật nuôi cá trạch lấu không khó, tuy nhiên bà con phải hiểu được đặc tính của chúng, có như vậy mới hy vọng thành công. Con cá trạch lấu này là cái loài cá sông, nó sống trong điều kiện đòi hỏi oxy rất là cao, cho nên là thường là nếu như mình nuôi trong bè đó thì bà con chú ý đến cái tốc độ nước chảy qua bè và cái thứ hai nữa là cái mật độ. Bởi vì đối với cái loài này nó nếu như nó sẽ rất là dễ chết trong điều kiện mà oxy thấp. Ví dụ như là khi người ta thử người ta nuôi trong bể đó thì phải có cái điều kiện là sục khí rất là mạnh. Nếu như mà thí dụ như ngưng sục khí trong một thời gian ngắn thì con cá nó sẽ chết bởi vì do nó thiếu oxy. Cho nên là trong quá trình nuôi bà con chú ý đến thứ nhất là phải duy trì được cái tốc độ dòng chảy ở trong bè. Đặc biệt là trước mùa lũ đó thì trước khi mùa lũ tới đó thì cái dòng chảy nó thường là thấp, cho nên là có thể dẫn đến cái hiện tượng thiếu oxy cho con cá. Cho nên là bà con có thể dùng cái biện pháp để làm tăng cái dòng chảy hoặc là tăng oxy cho cá. Thời gian mà nuôi con cá trạch lấu đó thì nó tùy thuộc vào cái cỡ giống. Nhưng mà nếu như mình thả cỡ giống khoảng 10 gram, nghĩa là khoảng bằng ngón tay mình đó, thì cái thời gian nuôi khoảng 6 đến 8 tháng thì con cá nó có thể đạt được cái kích thước thương phẩm là khoảng 300-500 gram. Thì bà con chú ý cái thời gian nuôi đó thì tùy thuộc, bà con có thể nuôi thời gian ngắn hơn nhưng với điều kiện là bà con phải có con giống có kích thước lớn hơn. Ví dụ thay vì mình thả con giống 10 gram thì bà con nếu tìm được con giống mà có kích thước lớn hơn, ví dụ 50 gram, thì cái thời gian nuôi sẽ rút ngắn.
đặc biệt là mình sắp xếp cái thời vụ làm sao mà để tránh được cái mùa mà con cá nó hay bị bệnh. Thức ăn tự nhiên rất tốt cho cá nuôi, nhưng trước tình trạng tận thu nguồn lợi thủy sản như hiện nay, các chuyên gia cho rằng trong quá trình nuôi, bà con nên tập cho cá ăn thức ăn công nghiệp. Trong các cái đối tượng nuôi mùa lũ hiện nay, ví dụ như tôm càng xanh hay nuôi tôm nuôi cá lóc bông hay là nuôi cá chạch lấu, thì bà con biết là cả ba đối tượng này đều có khả năng sử dụng được cái thức ăn công nghiệp. Cho nên nếu như có điều kiện thì bà con nên sử dụng cái thức ăn công nghiệp để nuôi các đối tượng này. Bởi vì khi sử dụng thức ăn công nghiệp đó thì nó có những cái lợi điểm như thế này. Là thứ nhất là cái thức ăn công nghiệp đó, thì mình có thể kiểm soát được cái lượng thức ăn dễ dàng hơn và tránh cái hiện tượng dư thừa, và cái thức ăn công nghiệp cũng ít gây ô nhiễm môi trường hơn là so với cái thức ăn cá tạp. Cái thứ hai nữa là khi mình nuôi bằng thức ăn cá tạp đó, thì những người khai thác cá tạp ngoài tự nhiên đó, người ta sẽ tăng cường cái khai thác để đáp ứng cho cái nghề nuôi của mình, thì lúc đó sẽ làm cho suy giảm cái nguồn lợi cá tạp ở ngoài tự nhiên. Và nếu như mình tăng cái mô hình nuôi mình phát triển mạnh lên thì lúc đó cái nguồn cá tạp nó sẽ càng ngày càng cạn kiệt, và lúc đó mình sẽ gặp những cái khó khăn về nguồn thức ăn. Do đó nếu như mình sử dụng cái thức ăn công nghiệp thì sẽ chủ động hơn trong cái việc sản xuất. Khi nước lũ lớn, hầu như bà con chỉ chú trọng đến khâu bảo quản công trình nuôi và cho ăn là chính, vì dịch bệnh rất ít xảy ra. Nhưng khi nước lũ rút đi, dịch bệnh rất dễ phát sinh. Khi đó bà con cần chú ý xử lý tốt môi trường nuôi để bảo vệ sức khỏe của thủy sản nuôi. Thì một trong những cái ảnh hưởng xấu đó là khi nước ngập lên đồng ruộng đó, thì thường là những cái vật chất dinh dưỡng là nó sẽ rất cao, nó tạo ra nhiều thức ăn tự nhiên là tốt, nhưng ngược lại nó cũng làm cái thời gian tốt để cho cái mầm bệnh nó phát triển. Cho nên thường thường người ta nói là sau lũ đối với chăn nuôi hay là đối với người hay là đối với nuôi cá thì đều là sau mùa lũ rút xuống là đều có cái dịch bệnh. Nó có hai cái điều kiện. Cái thứ nhất là điều kiện môi trường là cái dinh dưỡng nó cao, cho nên là nó tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Thứ hai nữa là cái thời tiết nó thay đổi dẫn đến là cái dịch bệnh nó dễ dàng tấn công. Bà con thấy là thời tiết thay đổi mà đột ngột đó là cuối cái mùa lũ cũng trùng với thời gian chuyển mùa từ gió mùa Tây Nam chuyển sang gió mùa Đông Bắc, và bắt đầu là có gió Đông Bắc thì thời tiết nó sẽ lạnh trở xuống. Đối với những đối tượng nuôi của mình á, thì nếu như nhiệt độ cao á, thì nó ít bị bệnh, nhưng nhiệt độ thấp thường là cái thời gian đó là con cá nó bị tác động bởi cái nhiệt độ thấp làm cho con cá nó bị suy yếu, cái khả năng kháng bệnh của nó giảm. Cho nên đó là cái cơ hội để cho cái mầm bệnh tấn công. Và bà con thấy là rất là nhiều cái bệnh xuất hiện trong mùa sau khi lũ rút xuống, và đặc biệt đó là những cái bệnh về ký sinh trùng. Để phòng và tránh những cái bệnh này đó thì bà con chú ý là về mặt thời vụ là bà con nên tốt nhất là mình nuôi khi nước lũ dâng lên mình nuôi, đến khi bắt đầu chuyển sang gió mùa Đông Bắc là mình nên thu hoạch trước lúc đó. Thí dụ như bây giờ bà con có thể thả giống trước lúc mùa khô đó, thì mình đã thả giống rồi, thì lúc đó nếu như mình có thể thả con giống nhỏ, sau đó là tới mình nuôi xong thời gian, tới nước lũ dâng lên và tới thời điểm là cuối mùa lũ sắp chuyển sang gió mùa Đông Bắc thì mình thu hoạch. Đó là một cách để mình tránh đi cái thời điểm mà bệnh. Cái thứ hai, nếu như mình không có tránh mà mình phải nuôi tới thời điểm đó thì bà con chú ý là trong thời điểm này đó mình phải phòng trước, mình phải cải tạo cái môi trường nuôi của mình. Thì đặc biệt là bệnh ký sinh trùng nuôi trong bè phát triển rất là mạnh. Và bà con chú ý là mình hiện nay là các nhà chuyên môn cũng khuyến cáo là về mặt dinh dưỡng là mình cho thức ăn là đầy đủ chất dinh dưỡng, có bổ sung vitamin, đặc biệt là các cái vitamin C để tăng cường cái sức đề kháng cho con cá. Và cái thứ hai nữa là sử dụng một số cái biện pháp, thí dụ như là để hạn chế cái ký sinh trùng đó, thì người ta dùng cái biện pháp là thí dụ người ta treo những cái túi vôi hoặc là những cái túi thuốc như là sinh phát đồng này nọ, hoặc là người ta có thể dùng như một số loại thảo dược, ví dụ như là cái lá son hay lá giác này nọ đó, thì để người ta treo ở đầu bè. Thông qua chương trình chúng ta đã biết thêm sự phát triển kinh tế và đời sống của bà con ở đồng bằng sông Cửu Long. Và đây cũng là một cách để chúng ta sống chung với lũ. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong chương trình sẽ giúp bà con có thêm nhiều kinh nghiệm khi nuôi thủy sản mùa nước nổi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.